nay tôi chia sẻ bạn chủ đề sai lầm lớn nhất là cố gắng làm vừa lòng tất cả mọi người đó bạn. Thì Warren Buffett có nói một câu, nghĩa là khác biệt giữa người thành công và người không thành công đó là nói không gần như mọi thứ. Và các bạn biết rồi, trong cuộc sống là 9 người thì 10 ý. Bạn nào mà cứ là đeo đuổi để làm hài lòng hết mọi người thì bạn sẽ vấp phải sai lầm nghiêm trọng các bạn. Hãy lưu ý điều này các bạn, đó là sai lầm nghiêm trọng các bạn, hãy lưu ý. Đừng để mà mình vấp phải cái nhược điểm này. Chắc chắn không bao giờ làm hài lòng tất cả mọi người. Chính Phật Thích Ca còn không hài lòng tất cả mọi người bạn. Vẫn còn có người còn muốn theo giết mà. Đó thì bạn lưu ý mà. Chúng ta người thường thì đừng hy vọng cái viễn cảnh đó, cái ảo tưởng đó. Nhiều người chúng ta lớn lên quan niệm rằng cần phải làm hài lòng tất cả mọi người. Chúng ta được dạy rằng phải ngoan ngoãn nghe lời, luôn cố gắng được người yêu quý. Tuy nhiên cố gắng làm hài lòng tất cả mọi người là một sai lầm lớn các bạn. Bởi vì các bạn nhớ là cái chúng ta có cái xã hội chúng ta, tất cả các xã hội trên thế giới có cái theo cái chế độ bầu cử, nghĩa là người nào số phiếu lớn đó, thì người đó được thắng cuộc, thắng cử. Và nó thường là chúng ta dễ bị ảnh hưởng, lây lan cái khuynh hướng là làm hài lòng tất cả mọi người. Đó là lợi thế, đó là ưu điểm. Nhưng thực tế khi bạn thực hiện một dự án, một công trình, một chương trình nào đó, bạn muốn thành công thì bạn phải tránh cái lối tư duy này. Có khi bạn phải đơn độc á, chứ không phải là cần ý, sự đồng ý của nhiều người đâu. Muốn thành công thì bạn phải chấp nhận đơn độc, sự cô đơn, các bạn lưu ý điều này mà. Đó là điều không thể, mỗi người đều có niềm tin, giá trị và quan điểm riêng biệt. Điều mà người này thích có thể không được người kia khác thích. Và điều mà người này cho là đúng có thể không được người khác cho là đúng. Do đó không có khả năng làm hài lòng tất cả mọi người trong mọi tình huống. Điều này người này cho là đúng nhưng người khác chưa chắc cho là đúng. Bạn lưu ý các bạn, nhớ thành các bạn bị phản đối, bạn bị là phê bình, là điều này là đương nhiên các bạn. Bởi vì mỗi người có nhận thức khác nhau à. Bạn nghĩ rằng bạn đúng mà bạn người khác cho đúng chưa chắc đâu. Điều này bạn phải cẩn thận cân nhắc. Mình muốn thành công rồi đôi khi bạn mới chấp nhận cái câu đọt đó bạn. Đôi khi bạn mới chấp nhận sự cô đơn. Mà có người là chịu cô đơn lâu dài các bạn, chứ không phải là một ngày một bữa đâu đó. Bởi vì họ là những vĩ nhân, những thiên tài, là họ thấy được những con đường đúng, những tư duy đúng. Nhưng mà lúc đó người thường thì người ta không chấp nhận. Thí dụ anh em nhà Rai ao ước làm sao trên bầu trời là người ta có thể bay được như chim trên bầu trời. Thì lúc đó là người nói là đây hai thằng khùng. Nhưng mà sau đó thì sao bạn, máy bay lại ra đợi. Rồi lúc đó con người ao ước làm sao con người thấy lên được mặt trăng, thăm chú cụ và chị Hằng. Người đời nói đây là những thằng quan tưởng. Nhưng mà sau đó thì có người đặt chân lên mặt trăng mà sao quả đâu. Đôi khi phải chấp nhận sự cô đơn các bạn. Rồi bạn mà muốn cho mọi người mà đồng ý vừa lòng thì sẽ gây tổn hại bản thân các bạn. Các bạn lưu ý điều này, hãy lưu ý điều này các bạn. Sẽ tổn hại bản thân đấy. Rồi mất đi những mối quan hệ. Bạn mà lo vuông tròn hết thì bạn sẽ mất mối quan hệ đấy. Và nó sẽ cản trở sự phát triển của bạn. Mà do dành thời gian để năng lượng để làm hài lòng người khác đó, là bạn sẽ ít thời gian và năng lượng để theo đuổi ước mơ phát triển của mình. Vậy chúng ta nên làm gì các bạn? Thay vì cố gắng làm hài lòng hết mọi người, bạn tập trung vào việc làm hài lòng bản thân. Hãy sống theo giá trị và niềm tin của riêng bạn và làm những điều bạn hạnh phúc và cho người khác hạnh phúc các bạn. Làm điều bạn hạnh phúc và mang giá trị cho cuộc đời ha, và mang giá trị cuộc đời, và mang giá trị cho cuộc đời. Cho cuộc đời. Học cách nói không. Bạn có nghĩa là bạn không nghĩa vụ phải làm hồng mà làm thứ mọi thứ cho người khác yêu cầu đâu. Bạn phải biết nói không các bạn. Thì giống như là Warren Buffett nói đó.
Sự khác biệt giữa người thành công và người thành công là nói không gần như mọi thứ. Giao tiếp cởi mở và trung thực. Hãy chia sẻ suy nghĩ, cảm xúc mình với những người bạn quan tâm. Giao tiếp cởi mở giúp bạn quan tâm những mối hệ lành mạnh mà tránh hiểu lầm. Và tập trung những điều tích cực. Thay vì lo lắng về những gì người khác nghĩ bạn, hãy tập trung vào những điều tốt đẹp trong cuộc sống của bạn. Hãy biết ơn những gì bạn có, tận hưởng từng khoảnh khắc. Các bạn lưu ý, bạn hãy lưu ý điều này. Người nhớ rằng là bạn không thể làm hài lòng tất cả mọi người. Điều quan trọng nhất là bạn phải sống theo cách khiến bạn hạnh phúc và hài lòng với chính mình. Chắc chắn điều này các bạn. Những người mà ta gọi là đi ăn mài tình cảm, ăn mài sự đồng lòng đó, thì luôn luôn là chạy đuổi, rồi ngại nói thẳng quan điểm của mình, rồi ngại nói về chính kiến của mình, rồi ngại phê bình đúng sai. Thì như trong Đắc Nhân Tâm đó bạn, trong Đắc Nhân Tâm thì khuyên nó đừng tranh cãi với người khác, vì tranh cãi cuối cùng mình cũng thua. Thì nhiều người lại hiểu lầm đó, là tuyệt đối không tranh cãi. Không tranh cãi có nghĩa là mình muốn giữ hòa khí, nhưng mà không phải tuyệt đối bạn. Có những lời vực mình cần phải bảo vệ quan điểm, bảo vệ cái công việc của mình, bảo vệ tư duy của mình, bảo vệ chính kiến của mình, bảo vệ người thân của mình đó, bảo vệ công trình dự án của mình. Thì lúc đó bạn phải đứng lên để bảo vệ. Chứ còn mà bạn sẽ cứ hiểu nhầm về Đắc Nhân Tâm là không có tranh cãi, vì tranh cãi là chúng ta cũng thua đó. Thì không phải mà. Chúng ta đôi khi chúng ta không phải tranh cãi, mà chúng ta dùng cái từ tranh luận các bạn. Tranh luận để mà bảo vệ những cái quan điểm, những cái công việc, và bảo vệ người thân, bảo vệ gia đình, bảo vệ cái đúng, là phê phán cái sai, khắc phục cái sai đó. Chứ không phải là lúc nào chúng ta cũng là tránh tranh cãi, tránh tranh luận, tránh đụng chạm. Vì những công trình lớn, những dự án lớn và lý tưởng cao cả của bạn đó, thì bạn phải chắc chắn sẽ có đụng chạm mà chính người Mỹ. Mà bạn ngại đụng chạm thì bạn không thực hiện những cái ước mơ lý tưởng hoài bão, không thể thực hiện được cái sự nghiệp do nghĩa làm bạn hằng mong muốn. Bạn nhớ, khi mà đặt cái lý tưởng cao, đặt cái lý tưởng tốt, cái sự nghiệp lớn, thì chắc đụng chạm là chị điều này là bình thường các bạn. Có một câu nói là đầu tiên, câu nói tôi nghĩ là của, tôi nhớ là của Gandhi á, đầu tiên là họ phớt lờ bạn, sau đó họ cười nhạo bạn, và tiếp sau đó họ chống đối bạn, và cuối cùng bạn chiến thắng đó bạn. Những công trình lớn, những dự án lớn, những cái đề án mà phức tạp khó nhằn, thì chắc chắn người gặp sự chống đối là rất là nhiều, vô cùng khó lớn lao. Và thì đầu tiên là người ta phớt lờ, người ta giả bộ là người ta không quan tâm, nhưng mà thực tế họ đang để ý, họ đang theo dõi đấy, nhất là những người ganh tị. Thì sau đó là họ cười nhạo, đầu tiên là phớt lờ, sau đó là cười nhạo, và cuối cùng là chống đối. Nhưng cuối cùng thì sao các bạn? Cuối cùng là chúng ta chiến thắng, chúng ta là thành công được cái sự nghiệp của mình đó các bạn. Thì cảm ơn các bạn đã theo dõi video này. Nhớ, sai lầm lớn nhất là cố gắng làm vừa lòng tất cả mọi người. Cảm ơn các bạn.